Hiện toàn huyện có khoảng 19.400 con heo đang được người dân chăn nuôi theo hình thức nuôi nhốt tập trung, sử dụng thức ăn công nghiệp. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi bùng phát trở lại, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Vĩnh Lợi cũng đang triển khai nhanh các biện pháp phòng chống dịch tả heo châu Phi. Trong đó, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ, tránh lây lan mầm bệnh là một trong những giải pháp cần thiết, hiệu quả cao. Mạng lưới thú y của huyện tập trung tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thường xuyên quét dọn, vệ sinh chuồng trại, thu gom, xử lý phân, rác thải khu vực chăn nuôi sạch sẽ. Qua tuyên truyền, ý thức của người chăn nuôi cũng nâng lên. Mình nuôi đàn heo á, thì mình chăm sóc heo 7 bữa sát khuẩn chuồng trại, vệ sinh. Rồi dòng ngoài chuồng thì mình dục voi cho nó an toàn. Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp huyện Vĩnh Lợi còn tổ chức đợt ra quân phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi phòng chống dịch tả heo châu Phi trên diện rộng. Đợt khử trùng sử dụng trên 300 lít hóa chất, phun khoảng 600.000 mét vuông khu vực chuồng trại chăn nuôi heo, lò giết mổ, trung chuyển buôn bán, cơ sở chế biến sản phẩm, sơ chế các phụ phế phẩm từ heo và các điểm mua bán thịt heo tập trung. Những nơi có mật độ chăn nuôi nhiều, có nguy cơ phát sinh dịch bệnh cao. Theo ngành chuyên môn, dịch tả heo châu Phi hiện không có vaccine phòng bệnh và thuốc đặc trị. Do đó, để thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, thời gian tới, bà con chăn nuôi heo cần gia cố chuồng trại khép kín, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ tốt đàn heo. Nói về cơ quan chuyên môn chúng tôi là cũng phải phối hợp với ban chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường công tác kiểm soát, giết mổ, vận chuyển, mua bán về cái dịch bệnh. Về đó heo bệnh, heo chết mà không rõ nguồn gốc, mà nếu như phát hiện thì phải có biện pháp xử lý. Hiện tại, thời tiết đang chuyển mùa từ thu sang đông, nhiệt độ lạnh, dễ lây lan mầm bệnh truyền nhiễm trên gia súc gia cầm nói chung, bệnh tả heo châu Phi trên đàn heo nói riêng. Do đó, người chăn nuôi của huyện cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh do ngành chuyên môn khuyến cáo, đồng thời cộng tác tốt với mạng lưới thú y trong công tác khử trùng chuồng trại chăn nuôi và khu vực xung quanh, bảo vệ đàn heo của gia đình.